Tin Panama Ban nhạc rock của các nữ tu Siervas sẽ trình diễn tại Panama Video của các nữ tu Siervas thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube và tên của các chị xuất hiện trên áo của người hâm mộ Siervas, các ca sĩ mặc tu phục đen và lúc trắng sẽ biểu diễn trong dịp đại hội giới trẻ ở Panama Nữ tu Yvonne nghệ sĩ guitar 37 tuổi một thành viên của ban nhạc cho biết Chúng tôi là các nữ tu trẻ bao gồm các sơ đến từ Chile, Nhật Bản, Ecuador, Trung Quốc và Costa Rica. Trong khi vẫn duy trì những điều thiết yếu của đời sống thánh hiến, chúng tôi nghĩ có nhiều cách thức loan báo tin mừng và thể hiện sức năng động của chúng tôi. Âm nhạc là một trong những cách thức đó. Ra đời cách đây 5 năm, Siervas có nghĩa là các nữ tỳ đã chơi nhạc ở hàng chục quốc gia Mỹ Latin để mang thông điệp của Chúa đến với mọi người với các giai điệu dễ nhớ. Sơ Diana, 22 tuổi, ca sĩ người Ecuador giải thích thành công của các chị nhấn mạnh. Cách thức truyền tải âm nhạc của chúng tôi khác những gì người ta thường nghe. Các video của các nữ tu này đã thu hút được nhiều triệu lượt xem. Đầu tiên, Confia Endios, Dios, tin tưởng nơi Chúa, tổng cộng 1,7 triệu lượt xem. Video thứ hai, Oides Bieto, hôm nay tôi thức dậy, vượt quá 2 triệu lượt xem. Sơ Yvonne, nhà soạn nhạc của nhóm cảm động khi nghĩ đến việc sẽ được gặp Đức Thánh Cha, chị chia sẻ, loại hình âm nhạc mà chúng tôi yêu thích cho thấy chúng tôi là ai. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa có dịp được nói chuyện với Đức Thánh Cha. Chúng tôi yêu mến Ngài. Nếu Ngài đến với chúng tôi, tôi không biết sẽ nói gì với Ngài. Có lẽ tôi sẽ ngất xỉu. Các nữ tu của ban nhạc Cievas thuộc họ dòng các nữ tỳ kế hoạch Thiên Chúa do Luis Fernando Figari thành lập tại Peru vào năm 1998.